Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và tiếp tục nào, mai giới thiệu bác một mẫu dòng địa hình Mountain Bike, mà mẫu gian là cao cấp của dòng thương hiệu gian model TC820. Thì những video gần đây em có về rất nhiều những model của dòng địa hình Mountain Bike TC, được rất nhiều các bác quan tâm và lựa chọn. Lần này em về sẽ đáp ứng nhu cầu của các bác về tiếp tục thêm một em model gian XTC, lần này cao cấp hơn loại 800 là XTC820, được trang bị với group Shimano DOD và vành cặp 2775, một cái mẫu mà đánh giá rất là cao về mẫu địa hình. Rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng xe địa hình 2775 và dòng gian XTC, và bây giờ xin mời người giá được giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên cùng mình bác, đây là cái mẫu gian XTC820, một trong những cái dòng gian dòng địa hình Mountain Bike cao cấp của thương hiệu gian. Và trong thời gian gần đây em có về rất nhiều những cái model của dòng xe địa hình gian XTC, nhất là cái model XTC800, và rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá, hầu như là về chiếc nào là hết chiếc đấy luôn nhé. Thì ngày hôm nay sẽ giới thiệu qua bác về cái mẫu model XTC820 với cái tông màu chủ đạo tông màu trắng ghi. Thì so với mẫu XTC800 thì cái bộ khung của nó gần như là 1910, nhưng không khác nhau là mấy. Cũng được sử dụng với khung nhôm, khung nhôm X-Flow Alloy X Superline, hợp kim nhôm siêu nhẹ nhé, Alloy X SL này, được trang bị với vành bánh 2775, được trang bị vành bánh cao to hơn tầm 26, cho xe đi rất là trường xe. Tông chủ đạo tông màu lần này em về là tông màu trắng luôn nhé. Điểm chỉ ghi trên khung xe. Em sẽ đi qua nước sơn của cho các bác xem nước sơn nhé. Đây có size chính hãng của xe gian, gian basico.com. Sử dụng với khung nhôm Superline, khung nhôm siêu nhẹ. Thì so với những dòng xe XTC800, mẫu thiết kế của xe 820 gần như là giữ nguyên cái hình dáng ban đầu của xe 800. Rất là trường xe, được thiết kế với bộ dây âm sườn chạy trong khung xe. Bên trái em trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, tay cúng tay cuốn hiệu, tay bấm tay cuốn Grohan Grohan các nhá, tay cuốn thạch sùng. Phần trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, bên tầng đĩa và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực, và cũng được trang bị với khóa hình trình nhật thóc trên tay, rất tiện lợi các bác. Bàn trước sử dụng với giảm sóc dầu chính hãng của gian 27,5, cũng còn có mã vạch hơi mờ một chút trên đàn xe đây. Mayer chính hãng của gian, Mayer gian, và được sử dụng với cặp vành chính hãng của Mavic M319. Thì chính video trước đây em đã giới thiệu qua những model của gian XTC 800 và 820. Đằng trước sử dụng với lốp zin nguyên bản theo xe, lốp của gian luôn các nhá, 27.5 x 2.0, lốp còn rất là đẹp các nhá, zin theo xe, yên chính hãng của gian nguyên bản theo xe, yên sử dụng mà yên của gian luôn các nhá, yên nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano DOD, gạt đĩa DOD, đùi đĩa trục giống của Shimano DOD. So với mẫu XTC 800 là đùi đĩa của gian, thì mẫu model XTC 820 được sử dụng khác biệt so với mẫu 800 là đùi đĩa trục giống của DOD, và củ đề sau cao cấp hơn được củ đề Shimano SLX nhá. Trang bị với 3 tầng đĩa, đằng sau sử dụng với củ đề cao cấp của Shimano SLX. Trang bị với 10 tầng lip, đằng sau chính hãng của Mayer gian
vành vành Mavic nhá, vành Mavic 319. Được sử dụng với lốp zin, lốp chính hãng vỏ gian, lốp nguyên bản theo xe. Sự khác biệt giữa dòng XTC 800 và 820 được giữ nguyên với cái bộ khung xe. Khung xe thì gần như là giống nguyên dòng XTC 800, khác biệt mỗi là phủ đề sau là được sử dụng với phủ đề FLX và đùi đĩa sụp rỗng của DOD. Và bây giờ chúng ta chờ cao đứng của khung xe. Và chờ cao đứng của khung xe là size 42. Chiều ngang khung là size 53. Chờ size S nữa nhá. Khi các bác là 1m6 đến 1m7 đi vừa. Xe sử dụng với tay bấm xả của DOG và củ đề sau là củ đề Shimano SLX. Lên lip rồi. Trang bị với 10 tầng lip. Lip ship còn rất là mới luôn đó nhá. Xuống lip. Rất là dễ sử dụng và trơn tru. Bên phải em được sử dụng với đùi đĩa sụp rỗng của DOD, đặt đĩa DOD, 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, phanh rất là ăn luôn nhá. Vâng, với mình đánh giá tổng thể xong chiếc gian địa hình cao cấp đến từ thương hiệu gian model XTC 820, được sử dụng với tay bấm xả chính hãng của DOD, đùi đĩa trục giống của DOD, gạt đĩa DOD và củ đề sau là củ đề cao cấp của Shimano SLX. Xe sử dụng với khung nhôm siêu nhẹ Superline và xe giá gốc bên em là 10.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hiện qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trên ngày mai.